Đây là chiếc đồng hồ cần được thức tỉnh trong update 20 Block Rouge. Cùng tôi khám phá bí mật thôi nào. Vô, tôi có một trò chơi dành cho mọi người đây. Bây giờ các bạn hãy bấm vào nút like, đăng ký kênh, bấm vào cái chuông. Xong chưa anh em? Rồi, nếu xong rồi thì các bạn hãy kiểm tra xuống phần bình luận. Có tận 35 link xe VIP dành tặng cho tất cả mọi người hoàn toàn miễn phí. Và đó chính là lời hứa của tôi dành cho mọi người. Ngoài ra cuối tuần này sẽ có thêm. Xin chào mọi người, mình là ông chú Dĩa đây. Rồi thì ngày hôm nay mình mới vừa phát hiện một bí ẩn rất là lớn luôn, mà có thể các bạn đã lãng quên đi hoặc là không hề để ý mọi người. Và kể cả admin Lockroot là người tạo ra cái bí ẩn này, nhưng mà admin hình như là quên luôn rồi mọi người. Ổng quên mất tiêu là cái này là ổng người tạo ra luôn. Cho nên hôm nay tôi mới là cái người gọi là thức tỉnh cái bí ẩn này trở lên. Và các bạn hãy cùng tôi khám phá nha. Với hình như mấy nay là cái chuông YouTube của tôi mọi người nó có vấn đề, cho nên các bạn có thể bật lại cái chuông thông báo giúp tôi, xin cảm ơn. Thì chiếc đồng hồ mình nhắc đến trong video chính là chiếc hòn gọi là đồng hồ bên đảo bánh kẹo đây nha mọi người. Đây, các bạn nhìn nó rất là quen thuộc đúng không anh em? Nó đã xuất hiện từ các bạn update 17 patch 2 hay là patch 3 gì rồi đó. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thì gọi là các bạn đã quên nó đi. Nhưng mà khoan, hình như trời hơi tối nhỉ. Bật đèn. Rồi, trời đã sáng. Thì nói chung đây là chiếc đồng hồ mà tôi phải gọi là bí ẩn nhất trong Rockfruit mà tôi nghĩ đến thời điểm hiện tại luôn. Và tôi nhớ không nhầm nó đã được thêm vào trong bản cập nhật patch 2 là patch 3 gì đó, tôi không nhớ rõ. Nhưng tuy nhiên các bạn ơi, lúc mà nó xuất hiện thì đã có rất nhiều giả thuyết đặt ra, là người ta nói rằng là cái đồng hồ này nó có thể gọi là thức tỉnh tộc V4, hay là nó sẽ dẫn đến một cái chiều không gian nào đó. Cho nên có nhiều bạn là kiểu đi suy đoán rồi đi đến cái đồng hồ này nè mọi người để thức tỉnh là tộc V4 á. Nhưng mà kết quả là không được. Và có một điểm rất đặc biệt của đồng hồ này luôn, đó chính là chiếc đồng hồ này nó bị lật ngược anh em. Bây giờ các bạn nhìn chữ số La Mã của nó đi, là đáng lẽ nó lật ngược lại thì nó mới gọi là chạy đúng gọi là số phút, số giờ, số giây. Tuy nhiên nó đã bị lật ngược lại, và giống như là cái tấm gương anh em, tấm gương nó sẽ thường là phản chiếu ngược lại đó. Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nói chung cái này cũng không biết tác dụng nó là gì, mà có thể là do admin rồi là tạo ra xong sau đó ổng quên mất đi trên giọng bỏ đại luôn em. Thì trước kia trong hai video về bản cập nhật patch 3 Lockfruit thì admin có từng gọi là để hình ảnh của hai đồng hồ này. Thì đầu tiên chính là cái hình ảnh đồng hồ bên video này mọi người, video showcase trái mochi á. Và một hình ảnh bên đây là cái hình ảnh là sneak peek update 10 patch 3, thì các bạn cũng thấy được cái hình ảnh đồng hồ luôn. Nhưng mà xong tự nhiên ổng quên mất tiêu. Tuy nhiên mình phải làm video này để có thể là nếu admin xem được, hoặc là các bạn xem được thì các bạn có thể nói lên admin để ổng gọi là gợi nhớ lại chiếc đồng hồ này vẫn còn tồn tại, để admin có thể gọi là thức tỉnh nó thêm vào trong bản cập nhật update 18. Phải có một tính năng gì cực kỳ đặc biệt thì cái đồng hồ này mới xuất hiện được mọi người, chứ không thể nào mà đứng đây như vậy được anh em. Cho nên là tôi cần admin gọi là phải thức tỉnh đồng hồ này lại. Và tôi rất mong điều này sẽ trở thành sự thật, và update 18 tiếp theo chiếc đồng hồ này sẽ được thức tỉnh và mở lại anh em. Và các bạn gọi là sẽ đi đến một chiều không gian nào đó, hay là đánh những con boss nào thú vị gì đó để các bạn có thể thức tỉnh được những cái điều mới mẻ hơn. Đó thì đây chính là cái đồng hồ mà rất là bí ẩn luôn. Và bạn nào có những giả thuyết thì các bạn hãy lại comment bên dưới cho mình. Và admin nhớ là xem video này để làm theo, hay là biết có ý tưởng gì làm nhé admin. Rồi, cảm ơn bạn đã xem video. Chúc bạn tốt lành. Bye bye.